chuyền cho Minh Tuấn nhưng không thành công. Một đều dành cho Bộ Tộc. Một pha phản công rất chi là nhanh. Đức Anh. Và có vẻ phòng ngự hơi hời hợt ở bên phía VFTV và tỷ số hiện tại là 3 đều. Chưa hiểu tại sao, chúng ta cùng xem lại pha tình huống vừa rồi. Một pha chuyền ra cánh và nhà lại tuyến 2. Thủ bên phía VFTV đã không còn thủ môn. Và tỷ số hiện tại là 3 đều. Một pha xử lý. Có vào không? Mấy cho em? 43. Thua rồi. Vào rồi, vào rồi.